Vâng, em xin được gửi lời chào trân trọng tới toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Audio Nam Định. Và ngày hôm nay em Hoàng xin phép được giới thiệu tới các bác một trong những cái bộ dàn âm thanh dành cho không gian gia đình, bộ dàn chuyên để nghe nhạc, một trong những cái bộ dàn mà anh em có thể bày trên kệ rất là đẹp. Nó gồm có một con âm ly Đờ Nông PMA 390 25 mã, một trong những cái dòng âm ly rất là nổi tiếng của Nhật. Dòng âm ly này thì nó nổi tiếng ở cái chất âm của nó là đều ba giải và tiếng rất là sáng sạch. Và đặc biệt là những cái dòng âm ly này thì chơi những cái dòng loa Buxell rất là đẳng cấp luôn. Và ngày hôm nay thì em Hoàng đang ghép cho các bác đó là một đôi loa Mission của Anh. Nó cũng là một trong những cái dòng loa Buxell, những cái dòng loa để bàn. Thì anh em những cái bộ dàn như thế này thì anh em có thể bày rất là đẹp trong không gian gia đình nhà mình. Nếu như bày trên kệ, ở phòng khách cũng như là bày trong không gian phòng ngủ thì đặc biệt là nó rất là đẹp, cũng như là chất lượng âm thanh của nó cũng có thể nói là xứng đáng để cho anh em sưu tầm và chơi cho không gian gia đình nhà mình. Thì trước mắt các bác đây là một con âm ly Đờ Nông PMA 390 35 mã 25 mã. Đấy, mặt phay nhôm của nó là mặt phay nhôm rất là đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là màu vàng hơi ngả vàng chanh một chút, rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, con này thì em bao các bác là đẹp xuất sắc luôn, từ trong ra ngoài đẹp, kể cả từ ruột gan luôn. Đấy, em làm quay cận cảnh để các bác nhìn, nó còn rất là đẹp. Đấy, và bên cạnh đó là đôi loa Mission. Đấy, đôi loa Mission này thì cái căng của nó rất là dày đây, bắt một cái vít liền ở đây. Nếu như anh em muốn tháo ra thì mình phải tháo bốn con vít phía sau. Đấy là một trong những cái dòng loa Buxell rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Đấy là dòng loa Mission anh em nhé. Đấy, em quay qua cho các bác nhìn về cả thùng vách của nó, rất là đẹp, còn đẹp xuất sắc cho các bác. Đấy, kể cả âm ly cũng như là loa còn rất là đẹp. Đấy, thì bây giờ em Hoàng xin phép test qua một cái đoạn nhạc để anh em cùng trải nghiệm một cái cấu hình mà em Hoàng ghép để cho anh em chơi ra đi bày biện và nghe nhạc tí tách rất là hay. Đấy, xin phép em sẽ bật một đoạn nhạc để cho các bác cùng thưởng thức. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây âm thầm quyến trôi, làm cơn mưa giăng lối nhỏ em về. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn phai nắng, cho gió lên ngàn sóng vỗ xôn xao. Cảm ơn bờ cát trắng vừa in dấu bàn chân ai vội vã bước vô tình. Cảm ơn người trong phút giây mặn nồng đã sẵn lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần nắng ái chưa đong đời vẫn giả vờ như trái tim còn yêu. Cảm ơn lời em hứa dẫu xa vời nhưng vì yêu ta vẫn tin. Vừa rồi em Hà cũng bật qua các bác trải nghiệm qua một cái đoạn nhạc với sự thể hiện của con âm ly Đờ Nông PMA 390. Dòng này tiếng rất là sáng và sạch sẽ, đều ba giải. Đấy, đặc biệt khi mà nó ghép với những cái dòng loa Buxell thì nó rất là chất lượng, cho một cái chất lượng âm thanh rất là hay. Mặc dù là đôi loa rất là nhỏ nhỏ nhưng anh em có thể nói nó là có voi nhá. Đấy, các bác vừa nghe nó có thể nói là nó tái tạo âm thanh rất là rộng. Đấy, âm thanh rất là rộng, rất là chi tiết, rất là tí tách. Đấy, anh em sử dụng cho không gian gia đình nhà mình để nghe những cái bản nhạc tí tách thì quá là tuyệt vời luôn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm em Hoàng, có số điện thoại 0931 655 906 nhé. Đấy cũng là địa chỉ Zalo của em. Anh em yêu mến thì nhớ like chia sẻ ủng hộ cho em Hoàng, là anh em nhớ like chia sẻ ủng hộ kênh cho em Hoàng nhé. Và bộ dàn âm ly gia đình với đôi loa nghe nhạc Buxell cũng như là con âm ly Đờ Nông này, em Hoàng xin phép bán cho các bác với mức giá là 7.500.000 Việt Nam đồng bao ship nhé. Bao ship cho các bác toàn quốc nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm em Hoàng để sở hữu một bộ dàn âm thanh còn rất là đẹp như thế này, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm nhé. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.